Đau cái mặt con bắn ra cái gì cô? Bắn ra sữa đó này. Mà cô nói có nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi, quá sai, quá sai. Con cảm ơn cô. Rồi, đồng đâu? Cô đã sai tuổi rồi. Tao 27 tuổi. Sai luôn. Nên sao? Mặt này 37 tuổi rồi, 27 tuổi. Mấy này nó không tin được mọi người ạ. Không có tin đâu. Em buồn quá. Chắc tại nhà ăn rau củ quả mỗi ngày với đi bơi mỗi ngày. Cho tao đồng.